đầu dễ sợ. Mình ăn ngày được có một bữa mà nó đau vậy. So you get to eat one meal a day and they don't let you eat in peace. And so I told the abbot about it, and the abbot is about taller than me, so his legs like hang even. Thầy thăng viện cái ông phương trưởng cao hơn mình, ông cao chứ, chân ông còn thon dài hơn mình nữa. So he told, he frowned at me, nhăn mặt nói, and he didn't say anything. So after about 9 months ago, or so, the leg stopped hurting. Sau 9 tháng chân nó không đau nữa. That's a good way to lose weight. Tập là sửa cái áo cho nó chỉnh, cái áo cổ cho nó tươm tất. Người xuất gia mình ăn mày, nhưng để cái mặc áo cũng bây giờ cũng tươm tất hết, không bao giờ cũng thẳng thắn hết, sạch sẽ. Rồi cái kỹ thuật nữa là cái microphone này nè. Ok, lúc mà đụng đầy nó vừa quậy á, mà nó ồn như vậy người ta khó chịu dễ sợ. Mana đừng cười vậy. Are we ready? Huh? Everything is all set. Okay, good evening everyone. Kính chào quý vị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 16, 18, 20, 22, 22. Oh, okay, 20 people tonight, on Sunday night. Sunday? Is it Sunday night? Oh, okay, good evening everyone. Chào quý vị, we are coming live from you to you from during our first Chan Chi instructional talk. Đây là bữa tối nói pháp đầu tiên của thiền thất. We just started our 7 weeks of Chan Chi. Chúng tôi mới bắt đầu cái 7 tuần thiền thất. And this year here was different from prior years. Năm này khác với năm trước ở chỗ. I asked my bhikshus to come up and practice speaking the Dharma for you. Thì năm này khác với năm trước là thầy yêu cầu mấy cái vị sư lên nói pháp cho quý vị nghe để họ tập nói pháp. They've been learning a lot about chan. Họ học hỏi về cái thiền rất là nhiều. Hopefully in the future they'll be able to come out and teach chan themselves. Trong tương lai thì hy vọng họ có thể tự ra, họ có thể mấy thầy có thể có đủ cái tài để mà đi dạy những lớp thiền khác. Because they do know a lot about chan. The foundation is very good. Căn bản họ rất là vững. Họ rất biết nhiều về cái thiền. In fact, I'm not bragging, but they know a lot more about chan than most, you know, most meditation teachers, 99% of them. Thiệt là mấy cái ông thầy này biết nhiều về cái thiền hơn là đại đa số tất cả những cái vị thiền sư. And so they need to practice and how to utilize that knowledge. Họ phải tập dùng cái cơ hội để mà sử dụng những cái tri kiến này. All right. As usual, như thường lệ, the nature our Dharma talks, cái vấn đề khi mà nói pháp cho quý vị nghe, we make it a point to allow you and encourage you to ask any type of questions. Tôi khuyến khích quý vị nên hỏi bất cứ câu hỏi gì at any time, lúc nào cũng được hết. Okay. And do not hold back. Đừng có ngại hết. Okay, it's free. It's open season. Mỗi lần như vậy là có quyền bắn ai cũng được. Okay, you can shoot at each other, shoot at the number, shoot at us, whatever. It doesn't matter.
It's meant to be an open exchange of information. Là như để cái gì? Để mà tập chia sẻ tri kiến với nhau. You know, you do that, it's virtually impossible to prepare for any type of lecture. Tại khi mà làm như vậy, không thể nào chuẩn bị được. 100%, 100% is impossible because people always come up with some kind of silly questions. Ngày bữa nào cũng có người hỏi những câu hỏi dốt dễ sợ lắm. Okay, very stupid questions. And sometimes there are some questions so good that we can't answer. Ngược lại có nhiều lúc hỏi những câu hỏi hay quá nhưng chúng tôi trả lời không nổi. And it's part of a learning experience for all of us. Cái đó là một cái một bài học cho tất cả mọi người. And you know, I advocate the freedom in your asking any questions. Tại chủ trương là quý vị muốn hỏi những câu hỏi. Because it makes us more humble. Tại vì như vậy chúng tôi khiến chúng tôi khiêm tốn hơn. We cannot afford to think we know everything. Chúng tôi không thể nào có thể nghĩ rằng mình biết hết tất cả. Okay, we're still learning. Chúng tôi đang học hỏi. Hopefully, what we know, we'll share with you is useful enough that to you. Hy vọng cái chúng tôi biết nó có lợi ích một tí cho quý vị. That's what we hope. All right. And without my asking for it, mà tối nay mặc dù thầy không có hỏi, không có đề nghị, we have a volunteer in Master Xuyến Trữ. Thầy hiện thì tình nguyện lên nói pháp đầu tiên hết. Oops, excuse me. Okay, there you have it, Master Xuyến Trữ. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Kính thưa Hòa Thượng, Sư Ông, Thượng Tiên Hậu Quá. Kính thưa Thầy Trụ Trì, Chư Tăng Ni Phật Tử, Chùa Lưu Sơn Tự và quý vị hiện diện bữa nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Abbot, all the helpful people here and all of you present here, Amitofo. Trước tiên thì tôi thì cũng biết sao thì chia sẻ quý vị như vậy, bởi vì cái giới chúng tôi đầu tiên là cái giới nó láo. Cho nên quý vị cứ yên tâm, cái gì tôi biết thì tôi nói. Không biết thì Thầy Trụ Trì sẽ giúp. Hoặc là quý vị có ý kiến nào hay thì đóng góp. Chứ còn hoàn toàn là không có tự bịa đặt mà nói láo. Vì cái tội này là tội rất là nặng. Cho nên quý vị cứ yên tâm. Chúng ta chia sẻ hôm nay. The same spirit that we Master talked about. I try to share with you what I know. I try not to fabricate too many things. Thì tôi học thiền cũng đã nhiều lần nhưng mà hôm nay là tóm tắt lại chúng tôi nói trong hai cái cuốn sách này là Chan Handbook của Hòa Thượng Tuyên Hóa khi tôi còn cư sĩ. Tôi lên chùa Phật Thành tôi học thiền. Và cuốn này là của Thầy Trụ Trì ở đây cũng nói về thiền. Thì những cái tin tức, những cái chi tiết tôi nói với quý vị là hôm nay là từ trong hai cuốn này. Và những cái bộ sách khác tôi có thể học đây đó vậy đó. My primary source information comes from Master Shenhua's Chan Handbook and Master Yonghua's Chan Handbook as well. For your information, Master Shenhua's Chan Handbook there is assembled after he passed away. Cho quý vị nhớ khi quý vị biết. Cái cuốn cẩm năng thiền mà thầy hiện trì dùng đó, đó là cái cẩm năng thiền mà họ dùng, họ tuyển chọn sau khi Ngài Tiên Hóa qua đời. Okay, so it did not have his approval. Nói cách khác, Ngài Tiên Hóa không có xác nhận cái cuốn sách đó. Okay, it's after. Whereas the other Chan materials that were printed earlier, was under Master Shenhua's approval. Nói cách khác là những cái tài liệu thiền mà họ có trước đó đó là được Ngài Tiên Hóa chấp nhận và chấp thuận. Yes. No, the new version is better. Because the old version, the English version, they really butchered it.
Câu hỏi nữa là cái kinh Lục Tổ ở Pháp Đàn của Ngài Thiện Hóa giảng, có một cái cô kiếm được mấy cuốn sách mà đời xưa đó, cái điều tài liệu cũ đó, thì cô hỏi là cái mới với cái cũ cái nào tốt hơn. Thầy nói đó, đối với thầy đó, cái tài liệu cũ đó, cái đại tử Ngài Thiện Hóa quá làm quá lỗ, họ chặt nhiều quá này, mà cái lời dạy thánh người thánh nhân mình không thể nào, mình không thể đụng được. Thành ra họ làm bậy, họ tài liệu họ thêm bớt nhiều quá này, họ chặt nhiều quá này. Trên cái the reason I don't like it is because when I participated in their translation of Vietnamese when I first came to as a novice. Lý do tại sao thầy không thích những chuyện đó, tại vì lúc mà thầy bắt đầu làm sa di đó, this is about 20 years ago, I was told to help with translation, được gọi yêu cầu là giúp một cái dạy dịch ra tiếng Anh một tí, with the English into Vietnamese, giúp từ tiếng Anh dịch ra tiếng Việt, because most of the Vietnamese there are not that fluent in English, tại vì những người Việt Nam đó không, nhất mấy thầy mấy cô không có giỏi tiếng Anh. So I was better in English, but I was worse in Vietnamese. Thầy thì giỏi tiếng Anh hơn mà dở tiếng Việt hơn. So that's why it was useful. And I noticed that in Chinese, from an English version, from Chinese to English, there seems to be repetition. Lúc thầy để ý thấy là khi mà họ dịch từ tiếng Anh, từ tiếng Tàu tiếng Anh, thì hình như có những cái câu mà Ngài Thiện Hóa nói có vẻ như lặp lại, thì họ không có dịch. They didn't translate into English at all. And so that's, it's called editing. Cái đó gọi là editing, what's editing in Vietnamese? Where is Yenrod? Where is my dictionary? Where is my living dictionary? Hey, nhóc, mẹ con ở đâu? Your mom, where is mom? You don't understand Vietnamese, do you? I don't know. You don't know? Not so loud. Yeah. I see. Okay. Well, but actually, after I learned a little bit more about Chinese, sau thầy mới học tiếng Hoa thêm một tiếng rồi đi, and I realized the two sentences seem to be repetitive, but they actually they're not. It's only one word more that he puts in for emphasis. Sau thầy học tiếng Hoa thì mới thấy là hai câu thiệt sự nó không phải là nó lặp lại, mà thiệt Ngài Thiện Hóa thêm một chữ nữa để nhấn mạnh cái ý của Ngài. Đó là cái lời giải, cách dạy của Ngài, nhưng mà that's what he does, to emphasize things. You don't edit that, không có được sửa những cái chuyện đó. Ông Thánh ông dạy là cái dụng ý, mỗi chữ, mỗi lời nói câu có cái dụng của nó. So when sages speak, yes, she's here. Ah, very good. Okay. When sages speak, every single word they use carries a purpose. Người thánh nhân mà dạy mỗi chữ á, có cái ý nghĩa của nó, mỗi cái nhìn có ý nghĩa, có mỗi cái cử động có ý nghĩa, có every move of the eye or the body of everything carries a meaning. You don't edit that, okay? And that's why the later version of the Six Patriarch Sutra, they simply transcribe the whole teaching. It's much better. I don't know why they did that in English, but in Chinese, they transcribe the whole tape. And sau này cái bản lục tổ, kinh lục tổ sau này, họ khôn lắm. Họ chỉ chép ra những cái lời dạy trong băng của Ngài thôi. Tiếng Hoa đó, thành nó hay lắm. It's much better. So much better. I don't know about the English. So for the old version, toss it away. It's garbage, you ask me. But this one is good, right? I don't know the new version. The English, if it's a complete translation of the Chinese transcribing, then it's good. If they edit it, then I don't like it. Okay? I don't know. I don't have time to check them. It's their problem, no longer mine. Okay, sorry. Xin lỗi thầy Hành Trình. Bây giờ trước tiên chúng ta tự hỏi tại sao chúng ta phải ngồi thiền. Nó đau thế này.
chân nó đau khiếp đảm. Mà chúng ta ngồi từ 3 giờ sáng đến 12 giờ đêm. First of all, you ask yourself, we have to ask ourselves, why do you meditate from 3 in the morning to midnight? And it hurts so much. Anyone having leg cramps, có ai bị bập bẹ chưa? Sư cô già, bập bẹ chưa? Chị hết bập bẹ rồi hả? She no longer has cramps. Grandma doesn't have cramps. Yes. She had cramps a few days earlier. Okay. Quý vị tự xét lại mình đi. Xét lại mình coi cái đời mình từ hồi cha mẹ mình sanh ra tới bây giờ, những người xung quanh mình có những cái khổ mà nói không nổi luôn, nó cứ xảy ra liên tục cho mình hết. Hoặc là mình nhìn thấy con cháu mình khổ. Chẳng hạn như có cái bà hai chồng già tới chùa bình thường nè. Mỗi lần bà nói với tôi bà khóc. Mới thấy con rể bà đối xử với con dâu này nọ này, cháu nội cháu ngoại, bà chịu không nổi. Rồi bà khóc, bà nói mai mốt bà chết, bà không biết mấy đứa nhỏ làm sao. Còn một ông nữa thì hai vợ chồng tới coi xá lợi. Ông ấy kể là tôi nghĩ cái đó là ám ảnh rất là lâu, rất là nhiều cho nên ông không quên được. Mà tôi người lạ, ông thổ lộ với tôi. Ông nói hồi năm 1968 đó, bên Việt Cộng tấn công như cái làng đó, thì máy bay Mỹ trên bắn xuống, gia đình chết hết. Thì ổng là mười mấy tuổi thôi với đứa em gái 2 tuổi, chuyển đi bệnh viện. Thì sau khi ra viện rồi đứa em bây giờ, tới bây giờ không biết chết sống. So the message sent to you says that đời khổ quá hả? Huh? Is that what you said? Yeah. Life so much suffering. For example, he on the weekend he talks to this elderly couple here, and the lady who talks to him, every time she talks to him, she says that she's saw how her son-in-law treated her daughter and her grandchildren. She felt like so bad for them, and every time she talked like that, tears came to her eyes. Not only to him, only she talked to me like that too. And or another case where a man who was when he is 15 years old. Now, how old is he now? He was 60. He's in the 60s now. He was he was 10 years old, 15 years old. The airplane shot down on the village, and he killed his entire family. Only he and his sister survived, and they had to be hospitalized. And to this day, he still doesn't have news of her. Nó còn nhiều lắm, quý vị quan sát xung quanh coi, rồi nội cái đời mình coi. Cho nên Đức Phật mới xác nhận cái cõi này nó khổ. Khổ tất cả mọi người đều khổ, cả con vật. Vì khi mình, hồi đó tôi vô minh, tôi không biết, tôi bắn nó chết. Những cái con chồng vợ gì không biết, nó khóc, nó la, nó kêu lên, thê thảm mà mình thấy thản nhiên nhưng mà. Rồi đó là cái khổ. Used to kill, go hunting, and I would kill. I realized that when I want to kill an animal, its wife or its children would suffer tremendously because of it. Cho nên chúng ta thấy Hòa Thượng mới nói là Hòa Thượng thí dụ Tuyên Hóa thí dụ một câu rất hay. Chúng ta đều bị nhốt trong cái lòng sanh tử, không thể nào ra được. Mà ai nhốt? Cái nghiệp mình gây ra nó nhốt mình chứ không ai nhốt mình. So Master Shenhua, he feels, and Master Shenhua reminder is very judicious. He says that we are all trapped in this cage of birth and death, and that we cannot get out. And what's keeping us trapped in? It's our own karmas, our karmic retributions. Thì Hòa Thượng mới nói là bây giờ Phật chỉ mình một chìa khóa, mình mở cái lòng đó mình chạy ra. Cái chìa khóa đó là cái ngồi giết già này. So the Venerable Master Shenhua says that the Buddha gave us a key to get out of the cage of birth and death. What is that key? One of the keys is sitting in full lotus. Thì cái chìa khóa đó chúng ta chạy ra đó nhanh hay chậm
là ở chỗ chúng ta chịu đau nhiều hay ít, vậy chúng ta gặp thiền tri thức hay không. So how quickly you can get out is not just on the key, but also depends on your good knowing advisors, instructions as well, assistance as well. Thì cái thế ngày kiết già này, và thường thí dụ thế này nè, quý vị ngồi cho đúng thế mà thầy chỉ đây, mình không ngồi mình ngồi đó, ngồi cho đúng đàng hoàng nha, thì cái phước báo quý vị đó trong một tích tắc thôi, ngồi trong tích tắc thôi, phước báo bằng cất chùa bằng bảy báo, chứ không phải bằng xi măng với gạch này, và bằng vàng bạc sa cừ san hô hú khách rồi đó, dùng cái đó cất chùa mặt chất chất là trong cái số nó nhiều còn hơn số cát trong một con sông nữa, thì phước báo của cái người cất chùa như vậy không bằng cái người ngồi giết dạ cho đúng trong tích tắc thôi. That's not correct. Yeah, not correct. Yeah, thành ra he says that Master Shihua says that you sit in full lotus in one split second, and you do it correctly, then the blessings you generate far exceeds building stupas in the seven jams as many as the sands of the Ganges River. I corrected him. That's incorrect. What is correct quote? Đức Phật dạy cái gì? Dạ, có chỗ khác thì nói là giống như ngồi vậy mà quán tưởng về cái pháp không mà Phật dạy đó. Tu. What did the Buddha say exactly in the 42 section sutra trong kinh Tứ Thập Nhị Chương? As a reminder, phải biết không? Check the Master Dung Hoa's 42 hands and 42 section sutra. Coi cuốn sách Tứ Thập Nhị Chương của thầy Vĩnh Hóa. You see in the chapter towards the end. Okay? He says that the correct quote is that not just Master Shihua, but the Buddha taught. The Buddha taught that if you're able to sit in chan, not necessarily in full lotus, không có nghĩa là phải ngồi trong kiết dạ. Đức Phật chỉ dạy nếu quý vị có thể ngồi thiền, okay? And for one split second, trong một chốc lát đó, when you're free of thoughts, mà khi quý vị không có tư tưởng gì đó, thì cái phước báo quý vị tạo ra nó nhiều như là cúng dường cái tháp bằng thất bảo, nhiều như là các sông Hằng vậy đó. He says that if you are able to sit and without a thought being generated in split second, then you are generating blessings which is much more than if you were to offer stupas and pagodas made of the seven jewels, as many as the sands in the Ganges River. Okay? Cẩn thận cái đó. You have to be careful quoting these things. Nó bậy là không được ạ. Saying correct things. They can say, then I sit in full lotus. And how come I'm still so poor? Người ta nói, thầy dụ tôi bắt một kiết dạ đầu điến mà sao tôi vẫn nghèo dữ vậy? Thành ra tôi thấy mình ngồi nó đau. Nó đau thật, nhưng mà để mình thoát khỏi cái khổ này thì cái trả giá nó cũng đâu có mắc đâu. So he says, if you sit there and do the leg pains, and the reward is that you can escape the suffering, then it's pretty cost effective. Thì cái thế ngồi quý vị biết rồi, tức là cái chân trái để trước, chân phải để lên sau, rồi để trên chân trái, thì đây là cái cách ngồi mà cổ chư tổ dạy. Bây giờ có nhiều thầy nó ngồi sau cũng được. Thì trong một cái lần nói pháp ở đài truyền hình thì chúng tôi có hỏi thầy trụ trì đây, thầy nói nếu mà mình ngồi mà khác đó, chẳng hạn như người nữ mà ngồi cái chân để khác âm dương như vậy đó, sao ngồi lâu nó đổi nữ thành nam, tức là cái giọng nói nó khác, rồi cái cơ thể nó chuyển khác chút, cho nên phải theo cái cách và thường dạy là chư tổ dạy quý vị đang ngồi đó, không có được mà tự ý mà nói mấy thầy khác nói ngồi sao cũng được. Cho nên ở đây chúng ta đều đi chân trái lên trước, chân phải lên sau. So we have our own, the sitting full lotus is certain, the posture is actually very precise. It's not arbitrary like many meditation teachers tell you. There's an order. You put your left leg on your right thigh first, and then the right leg on your left thigh, left leg.
That's the order. That's how the our teacher Master Shenghua taught us. Tôi gặp rất nhiều thầy trước khi lên chùa này thì mỗi thầy chỉ có khác hết. Bây giờ tôi tin tưởng cái cách của thầy dạy là đúng, tại vì nó có cái lý do âm dương của nó. Rồi thứ hai là không được ngồi lên một cái gối hay cái gì cao đó, chỉ ngồi làm sao cho cái mông mình, cái da mình đừng có đau, nó trầy thôi. Không có được ngồi cái gối hay cái gì mà đệm nhiều cao lên, không có tốt. And furthermore, you should avoid sitting on a cushion. It's not good for you. You can sit a little bit on something softer to protect your butt, but don't sit on a high cushion. Rồi cái lưng thì phải thẳng, không có được ngồi mà nghiêng tới nghiêng lui. And your back should be straight. Dạ, thường thường tôi có kinh nghiệm là khi mình ngồi hồi cái mình quên hay là mình không chưa tôi kỹ chưa nhập định đâu mà cái cơ thể nó nghiêng mình không hay. My dừng... personal experience is that when I sit before I enter samadhi, I'm able to enter samadhi. I think my body leans. Nhưng mà tôi có cái khám phá rất hay là nếu mình khám phá cái thân mình nó nghiêng rồi đó, không cần làm gì đó. Vì chỉ cần để ý cái rúng tự động thẳng người mình lên. And then I discovered that if my body is inclined, then I focus on my navel and it straightens by itself. I don't need to do anything. Yeah. Hoặc là hòa thượng hoặc là thầy đây cũng có dạy, hoặc là mình để ý cái hơi thở mình nó xuống phía sau cái rúng một chút đó, phía trong cái rúng là sau một chút cũng được, thì để cái tâm mình nó đỡ tán loạn hơn trên đầu. Nếu mình để ý trên đầu thì cái ý nghĩ nó lên nhiều hơn. And furthermore, Master Yunghua taught us that we should pay attention to the navel area, a little bit behind the navel. Then it helps reduce your thinking. Rồi trong khi cái lưỡi thì chúng ta co lên phía dưới cái lưỡi, đầu lưỡi mình mà phía dưới đó, nó cong lên xíu nó đụng cái chân răng trên đó. And you curl your tongue a little bit, touching the top of your palate and the front teeth. Thì cái cách như vậy để nó nối cái mạch âm dương trong cái cơ thể mình để nó chạy cho đều. Rồi thứ hai là nó làm cái nước miếng ra rất nhiều, mà nước miếng ra thì mình càng nuốt nó càng bổ cho cơ thể mình. So it completes the qi circle, and then also you should swallow the saliva that you secrete by doing so. It is good for you. Thì trong khi mình ngồi đó có thể là mình nếu mà mình thấy nó lâu ha, mình chán hay thì mình có thể trì chú hay niệm Phật gì đó, mình trì thầm hoặc là ra tiếng nhỏ nhỏ. Cái cách gì cũng được mà phải ráng ngồi. Thì theo thầy đây dạy là một cái chu kỳ như vậy mình phải ráng chịu đau khoảng một tiếng đồng hồ. Đừng ngồi ít hơn, nó không có tốt, ráng chịu đau. Thì lúc đầu quý vị có thể ngồi 15 phút. Rồi lần lần mình nâng lần lần lên, mình ráng mình đẩy, mình ráng cái cơ thể mình ép nó lên ngày chút đến khi nào mà được một tiếng là quý vị coi như đã tạm thành công rồi đó. You should try to sit and endure the discomfort or the pain until you're able to sit for an hour. So build up gradually. Thì sau một tiếng đó quý vị có thể đứng dậy để kinh hành hoặc là làm cái gì đó khoảng 10-12 phút, 20 phút. Rồi trở lại ngồi một tiếng nữa là coi như cái ngày đó quý vị tạm thời đủ đồ ăn cho cái thân tâm của mình trong ngày đó. Ít nhất khoảng ngày 2 lần như vậy thì tạm đầy đủ rồi đó. Rồi sau này giỏi nữa thì mình làm nhiều lần, làm lâu hơn. Tại sao một tiếng? Why am I asking him why an hour? What's your understanding? Tại vì thầy nói một tiếng đó, cái mạch mình nó mới chạy được có phần nữa hả? Nửa tiếng sau nó mới đi giáp dòng, nó mới hoàn tất một cái dòng khí nó đi cả cơ thể mình. That's because Master says for an hour the chi only circulates halfway through full circle. Và trong lúc ngồi đó, nó có đau ở ngực hoặc là đau ở lưng hoặc là đau ở thận, ở tim gì đó. Thì đó là cái tin mừng cho quý vị, đừng có sợ, đừng có bỏ qua. Why Master, why do you think that I suggest, contrary to many meditation teachers, that you should sit for an hour? He says it's because it's a qi circulates, it needs 2 hours. What do you think? Why do we need to sit for an hour? Anyone? Có ai biết tại sao ngồi một tiếng đồng hồ không?
Why is it in our lineage we sit for an hour, whereas the Hinayana they sit for 40 minutes, 20 minutes, 15 minutes? Tại sao cái dòng chúng ta bắt ngồi một tiếng mà mấy cái chùa khác, mấy cái dòng khác ta ngồi 15 phút, 40 phút này nọ loạn sang ngồi, you know, they rarely try to break for an hour. Usually it's less than one hour. Thường thường họ ngồi ít hơn một tiếng đồng hồ. Yes or no? Yeah. Yes? Yeah, cái chỗ khác không có dễ. Most other places, they don't ask you to sit for an hour. They ask you to sit for less than that, much less than that. Ít người mà dạy cái gì ngồi một tiếng. So why is that? Cái khó người ta bỏ, người ta không làm. Yes, Joseph. Yeah, they, Joseph says because they're afraid you're gonna have experience pain and you chicken out and you don't come back. Nhóc nó nói là tại vì họ sợ cái vị đau rồi xong rồi nổi cáu phiền não xong không trở lại nữa, phải không Hồng? Yes, yes, Miss Korea. A personal experience after 40 minutes ago, it becomes more painful, more unbearable. Cô nói sau 40 phút của tôi thì nó đau hơn nhiều. Okay. Anyone else? Why? Anyone? Why is that? Yes, sir. It's just more difficult. I mean, November webinar I used to do the retreats with stopping at 30, 40 minutes. After a while, it's really not that painful at all. Ông này ông thấy Master Xian Chia used to come to these meditation retreats with the Chinese and the Koreans and the Japanese, and after 40 minutes or so, it's a cinch. Ông thầy nói tôi đã từng tới mấy cái thất rồi, họ ngồi 40 phút á, ngồi thời gian sau là nhiên 40 phút chả ăn nhầm gì hết. Yes ma'am. She feels that if she sits for an hour, it's more difficult because it's you need perseverance in order to be able to make it. Cô nói là tôi cá nhân tôi là tôi ngồi một tiếng là thấy nó khó khăn hơn nhiều, tại vì cần trì tâm lắm mới có thể làm được. Yes. First arhat level. Không phải là được sơ quả a la hán không? Cô nhập lạc, được sơ quả a la hán không? Sau xong một tiếng được sơ quả a la hán. After an hour you do first stage arhatship. No? What? What? Maybe she means the first pain barrier. Sao con thấy cái sách này không biết, con quên cũng không biết của thầy nha, của Hòa Thượng Niên Quế cũng có nói vậy. Tức là cái theo cái tự nhiên á, mình ngồi trên một tiếng đó, được rồi thì nó qua cái giai đoạn đầu tiên là mình hết đau. Rồi mình ráng, mình đẩy nữa, mình áp cơ thể mình nữa thì nó qua tới 2 tiếng thì nó hết đau. Rồi 3 tiếng nó hết đau, thì tới 3 tiếng tới đi là mình bắt đầu mình tiến bộ rồi đó, là mình phải đi xa hơn nữa đó. Ba cái bước đầu nó đau vậy, nó cản mình, nó cản khỏi cái chìa khóa sinh tử mình nói hồi nãy đó, không có chạy ra được. So he remembers now that it has to do with the pain barriers, okay? Meaning that when you sit in this full lotus posture or half lotus posture, you will experience pain and discomfort. Tại vì khi mà quý vị mà xếp bằng như vậy, một cái dụng ý của xếp bằng như vậy là khiến máu nó không chảy nữa. The problem with bending your legs like that is not natural. It will stop blood circulation. Okay? It's by design. Cố ý như vậy đó. Quý vị ngồi mà còn ngồi được, cong chân được, thì cái máu nó không lưu thông được, thì nó đau tự động. You will experience discomfort and pain. Okay? Very quickly. Depending on your level, tùy trình độ mỗi người.
But if you persevere, after an hour to an hour and a half on the average, you break through. Và cái dụng ý là khi mà quý vị ngồi mà xếp bằng như vậy sau một tiếng, khoảng một tiếng rưỡi đó, thì cái cơn đau sẽ vượt qua được, gọi là bức tường đau. It's called the pain barrier. First pain barrier between an hour and hour and a half. Bức tường đau đó vượt qua được sau khi quý vị ngồi từ một tiếng rưỡi. Then why do we stop at one? Tại sao ngồi tới một tiếng làm cái gì? Why shouldn't we sit for an hour and a half? Tại sao ngồi tiếng rưỡi nữa? Precisely, the Joseph's point. Nếu mà ngồi tiếng rưỡi, đừng hy vọng người ta trở lại. Forget it, they're not coming back. Okay, an hour they complain already. Một tiếng là họ đã bỏ cuộc rồi. Right, Hope? Ah. Okay, so, but if even if you sit for an hour, the pain, you know, recedes within the hour as well. Mà cái việc cái tiếp tục mà dụng công như vậy, khi nổ trong một tiếng đó, có thể vượt qua bức tường đau nữa. Okay, that's the secret. Yes, sir. Peter says, is enduring suffering the same as progressing? Is enduring suffering the same as progressing? Mình nhận cái đau có phải là tiến bộ là không? Anyone? Yes. Hai người, two people sit for lotus, one same song, the same vein. Two people sit with full lotus for and one experience more discomfort and pain than the other. Does it mean that they are better off, they're progressing more? Câu hỏi tương tự như vậy là nếu hai người cùng ngồi, cùng ngồi kiết già với nhau, nhưng một người thì thấy đau đớn hơn những người kia, thì cái người này, hai người đến sự khác, cái khác nhau ở chỗ nào? Theo con nghĩ cái người đau nhiều hơn là cái tâm, cái người đau nó tán loạn hơn cái ông kia, cái người kia. Okay. The reason we do an hour, lý do là mặc một tiếng đồng hồ, because it's first of all, this is the wisdom of the patriarch. Thứ nhất là cái này là cái trí huệ của cái bậc tổ sư. It's not us, because we wouldn't know. Chúng tôi đâu có biết đâu. The patriarch told us to sit for an hour. Các chư tổ dạy chúng tôi ngồi một tiếng. That's what we did. Okay, that's a very important reason. Cái lý do đầu tiên hết á, chư tổ dạy như vậy thì mình làm như vậy. Very first important reason. If the patriarch says so, do so. Don't question them. Đừng có thắc mắc. All right? Yeah. Does it help? Yes, sir. Yes, it helps. All right? See, even the young boy knows a lot more than most of you. Ông trẻ còn biết nhiều hơn cái vị nữa. Okay? So first, the first reason is that the patriarch says so. The people who sit for less than an hour, those instructions do not come from the patriarch. Nhắc lại cái vị những cái người mà ngồi ít hơn một tiếng là cái lời dạy đó không phải từ tổ sư ra. Agree or disagree? There's a big difference. Okay. When you practice, the patriarchs teach us a certain type of practice for a reason. Thành những người tổ sư khi mà ngài dạy chúng ta tu thiền, các ngài biểu ta làm gì đó là có một cái dụng ý rất là thâm sâu. Very profound reasons. We cannot possibly comprehend it all. Chúng tôi không thể hoàn toàn hiểu được hết. Okay? So the first lesson is that trust the patriarch's instruction. Cái bài học đầu tiên hết á, phải tin cái lời tổ sư dạy. They're much wiser than we are. Họ trí huệ hơn mình nhiều. All right? If you do that, nếu quý vị làm như vậy, then you find out that it's not that easy. Quý vị làm như vậy, bỗng nhiên khám phá ra nó không phải là dễ. Yes? Yeah. You agree? Yeah.
First time I sat in full lotus, 2 minutes, couldn't take it. Lần người tiên thì xếp bằng 2 phút của chị không nổi. 2 minutes, 2 mere minutes, I couldn't take it. Many of you can do better than that. Biết bao nhiêu người quý vị ngồi hay hơn thầy nhiều. Lần người tiên, first time, 2 minutes, I hated it, đau quá, it hurt so much. Okay? You find out that it's not easy to do. Quý vị khám phá ra, nó rất là khó mà làm được. Okay? And that's where the question comes in. Okay? Precisely. It's not easy to do, and if you continue to do it, then you learn about patience. Và nếu như quý vị mà chịu khó làm, tiếp tục làm á, thì quý vị đang tập về cái nhẫn. Patience with yourself. Nhẫn với chính mình. Agree, disagree? Yeah. You want to quit? You wimps want to quit. Quý vị mấy người hèn yếu muốn bỏ cuộc. Am I insulting anyone? Có ai có hơi sốc tài một tí không? I speak from experience. Cái này mình nói, thầy nói về cái kinh nghiệm cá nhân thầy riêng. I'm no different from you. I was a wimp. I said, this is nonsense. Chân nó đau quá. Xả ra. This is nonsense. Why am I doing this to myself? Okay? So in order for us to continue to do it, it takes perseverance. It takes developing the ability to endure the discomfort and going against your overwhelming desire to unbuckle. Và lúc đó khi mình tiếp tục làm là quý vị đang tập nhẫn với cái tâm mà muốn bỏ cuộc, cái tâm mà nhất định muốn phải xả cái chân ra đi. Okay? It's very important part of the training of chan. Cái đó là cái căn bản rất là quan trọng của thiền tông. It's so important. Why so important? What is that first lesson there? Besides learning, besides putting your faith in a patriarch's instruction. Cái bài học thứ nhì, thứ nhất là quý vị phải nhớ là tin cái lời dạy của tổ sư. Thứ nhì bài học là cái gì? What's the second lesson? Bài học thứ nhì là cái gì? Đừng có bỏ cuộc. The patriarch says, do it for an hour, do it for an hour. Don't quit before that. Chư tổ mới dạy, quý vị ngồi một tiếng, thì ngồi một tiếng. Đừng có bỏ cuộc trước khi một tiếng. Do not quit. Đừng có bỏ cuộc. If you quit, it's called what? Nếu quý vị bỏ cuộc, là gọi là cái gì? Hả thầy hiện trì? Mình rốt cuộc giống như là mình chịu thua cái số mạng của mình. What happened when you quit, Master Xuyên Chê? You a quitter! Mình bỏ cuộc là mình đồ hạng hèn. You coward. Oops. Am I offending anyone? Mình đang làm ai giận không? Ai nổi giận không? Huh? Let's face it, you failed. Huh? Can you do 1 hour làm bằng tiếng được? Okay? Right there, you can't do the most fundamental part is you quit before prematurely. Thành cái đó quý vị thấy cái bài học đầu tiên là quý vị bỏ cuộc. Okay? You quit because, why do you quit? Tại sao bỏ cuộc? Because it's painful. Because it hurts. Thành nó đau. Okay? You quit because you listen to yourself. Quý vị bỏ cuộc tại vì quý vị nghe lời mình. You're afraid to be sure. Yes? Afraid to get hurt?
you don't like the pain, cái vì không thích đau đớn, cái vì sợ cái chân nó vẹo. Yes, all those reasons. Or you quit because you're afraid you enter the demonic states, hoặc có người bỏ cuộc tại sợ là bị tẩu hỏa nhập ma. All the various reasons, okay? That your self comes up with, your mind comes up with to say, let's quit. Tại trong đó cái tâm quý vị nó nhảy từng nó nói nó nêu ra đủ lý do, hết lý do tới lý do khác để quý vị nên ngừng lại, nên bỏ cuộc. Sounds familiar? Yeah. Okay. So you learn not to listen to yourself and quit beforehand. Thành quý vị tập cái bài học đó là quý vị tập không nghe lời của mình mà bỏ cuộc trước khi mà mình làm xong. Don't quit before you're supposed to finish doing it. Very important lesson in life. Bài học đó rất là quan trọng trong cuộc đời, thưa quý vị. Don't listen to yourself and quit prematurely. That's the lesson. Bài học đó, đừng có nghe lời của mình, chính mình, mà bỏ cuộc sớm quá. What does it have to do with you? Nó có liên quan tới quý vị. Whatever you do in life, if you quit prematurely, you will not make it. Bất cứ gì quý vị được làm trong cuộc đời này, mà quý vị bỏ cuộc quá sớm, quý vị không thể nào có sự thành tựu được. Agree or disagree? Agree. It's a lesson about life. It's not just chant. Cái đó là không phải riêng về thiền không, mà cái đó là cái đời học, cái bài học về cái cuộc sống này. That's chant. Cái đó là thiền. Don't quit. Đừng bỏ cuộc. Don't listen to yourself. Đừng nghe lời. So you sit there. Quý vị ngồi đó. You listen yourself talking. You say, oh my God, I'm, you know, my leg is breaking. Ngồi đó mà cái tâm nó nói, nó la hét om sòm, nó trời ơi, cái chân tôi chắc nó vẹo tới nơi rồi. Okay? And you tell yourself, why am I doing this? Nó, tại sao mình làm cái chuyện này? What kind of nonsense? Why are we torturing ourselves? Tại sao mình tự dày vò làm gì? Yes, sir. It's not just your thought, but also the thoughts that, yes, are implanted in your head as well. Sau từ từ quý vị sẽ hiểu, nhiều khi đó là không phải mình, mà chính là những cái tư tưởng. You see, we lost one already. Nonsense, right? Những cái tư tưởng đó, these thoughts are not your own, actually. The thoughts of quitting are not necessarily your own. Những cái tư tưởng mình bỏ cuộc đó không phải, chưa chắc là của mình. You realize that? Not yours. Okay? Okay, I'll let it and back the message here too so that we don't lose more students. Thì theo tôi nghĩ đó, cái người không bỏ cuộc là tại vì họ tin cái ông thầy, hoặc là tin cái pháp môn mà họ đang tu, đang làm đó, nó có cái đổi chác lớn hơn. Cho nên họ chịu được cái đau. Để đổi cái không có thoải mái. So why don't people quit? Là sao người ta không bỏ cuộc? Tại vì Master Shen Chu says he believes in the instruction. Tin là để nó thầy tin cái, người ta tin cái lời dạy. Really? You really think so? Mình nghĩ vậy hả? Tại vì cá nhân tôi đó, hồi trước giờ tôi, trước khi gặp thầy, tôi gặp cũng rất là nhiều chỗ, nhiều thầy. Thì khi gặp thầy đó, tôi thấy nó có những cái lợi ích cho tôi. Thì tôi tin và tôi càng đi sâu vào cái pháp môn này, tôi thấy nó có lợi ích. Trước nhất là tôi, hồi năm tôi 30 mấy tuổi à, là nó ho hoài, tới nhất là mùa lạnh là nó ho. Thì đi thử lao phổi, nó không có lao. Tìm không thấy gì hết, thử nước miếng rồi rội kiến, không thấy gì hết.
kể cả thử chích dây trùng lao vô cái da mình thử cũng không có, mà mỗi năm là cứ như vậy. Thì cuối cùng một vị bác sĩ nói là tôi cái bằng viêm phế quản kinh niên sẽ tới chết luôn thôi, không có giờ hết đó. Thì sau khi tôi học thiền với thầy thì từ vô vừa nay 3 năm mấy tôi đâu có bệnh cảm ngày nào đâu. Thì cái bệnh nó không hết luôn rồi. So he said that since he's in his mấy tuổi? 30 tuổi hả? Huh? Yeah, 31, 32 tuổi là bị. 30s, his early 30s he had this problem. He would get a cold and he would really haw, huh? Yeah. He would cough. Every year when it comes the cold weather times, the well trời mới trở lạnh nó bắt đầu ho đúng không? Yeah. And so he, the doctor couldn't find what's wrong with him. He basically after all the tests and they decided it's a chronic problem and he'll be stuck with the rest of his life. After he did chan with chan, he never had a cold again and never coughed again. Thứ hai là khi mình làm việc nó mệt á, hoặc là mình lo lắng cái gì đó, chỉ cần ngồi tréo chân 10 phút, 15 phút thì nó khỏe. Nhất là nếu quý vị có kiên nhẫn như hồi xưa tôi đi về, tôi đạp xích lô tối thì chịu khó, 12 giờ đêm tôi dậy tôi ngồi khoảng 15 phút, nửa tiếng, như bữa nào khỏe thì ngồi 1 tiếng. Sáng hôm sau làm việc không biết mệt. Thành từ đó tôi, mặc dù chưa có ai chỉ tôi chính xác như thế nào, nhưng qua đây tôi thấy thầy vậy thì tôi càng theo, càng tin tưởng nhà tôi càng theo rốt ráo nữa. Đó là nhờ cái quyền lợi mình đổi được cho nên mình chịu hy sinh cái đau. He also had all the experiences where when he was doing a peddling tricycles back in Vietnam to make a living. It's very physically demanding, and when he meditated at night, even for 15 minutes, even though when he was very tired, he still was able to have recharged himself and have full energy the next day. Cái quá trình nó cũng giống như ngồi đây vậy đó. Mình ngồi chứ nó cũng biểu mình của mình trong đầu mình phải ngủ đi để mai bệnh. Phải ngủ chưa có đủ 8 tiếng mà khùng ăn ngồi giờ này. Thì mình nghe lời nó mình nằm xuống. When you so drained, he was so drained and he forced himself to meditate. He had these thoughts. He says, "My God, you're so tired already. And why don't you go to sleep and get some rest because tomorrow you have a long day yourself." So you actually talk yourself out of meditation. Thì mình tin cái đầu mình là mình nằm xuống liền, mình bỏ không ngồi à. Giống như bây giờ quý vị ngồi đau nó biểu nghỉ, nó biểu bung ra vậy đó. Thì khi tôi gặp thầy ở đây đó, tôi cũng không biết thầy dạy như thế nào, nhưng mà tôi đi theo cô Diệu Nga bữa đó. Thì bữa đó bụng Phật thất vậy đó. Thì khuya tụng kinh xong là thầy nói bữa nay thầy bận. Thầy giao cho cô sư cô phụ tá. Thì tôi ngồi với sư cô tôi thấy khác ngồi với thầy. Cái tôi mới khám phá như vậy là cái thiền thấy có cái gì sao ông thầy ngồi bên này thầy nghĩ thì khác với sư cô. Thì từ đó tôi tìm hiểu lần tôi thấy rất là hay. Cho nên bữa nay tôi chia sẻ với vị kinh nghiệm này vậy đó, cứ ngồi như vậy đi rồi từ từ mình sẽ đạt được những cái quyền lợi lớn hơn cái đau chân rất là nhiều. Bệnh hoạn trước nhất nó giải quyết, thứ hai là nó nhiều cái khác nữa. Share with you that just share for tonight that you just cross your legs and you get if you are able to endure the discomfort, the pain, then what you get out of it is so far, so much better than that small price you have to pay for your discomfort in terms of health, in terms of energy, and so on and so forth. Trở lại cái phổi tôi nói hồi nãy đó, thì tôi qua Mỹ này tôi đi học college, thì tới mùa đông này cũng vậy, còn nặng hơn bên Việt Nam, tại bên đây nó lạnh hơn. Bác sĩ Mỹ cũng tìm không ra. Nó nói để tự động cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó làm hết thôi chứ không có thuốc nào chữa cái loại virus hết á. Thì tôi không có tin. Tôi đi kiếm bác sĩ Việt Nam. Tôi xin bác sĩ Việt Nam mà cho tôi xin. Mỹ không cho, nó nói cái đó lạm dụng. Tôi xin, tôi năn nỉ bác sĩ Việt Nam cho tôi 10 ngày uống hết. Nhưng mà hết tới ngày 11, 12 tới đi nó trở lại. Không hết. Thì khi tôi gặp thầy đây đó, thầy có giảng là khi mình ngồi nó đau chỗ nào là cái khí mình nó đẩy vô đó, nó chữa bệnh vô đó. Thì tôi nghe tôi đâu có bằng chứng nào mà tôi tin thầy, nhưng mà mình nghe những cái đó thôi. Thì tôi ngồi bắt đầu ngày thứ nhất, thứ nhì nó đau khủng khiếp, nó đau cái phổi tôi, phổi bên trái. Nó đau như ai lấy cái khoang con trùng ở dưới nó bò lên cái phổi mình á. Cô thở nữa thì cô đau, mà ngưng thở thì nó ngộp.
mà tôi không có buông chân ra, nghe lời thầy tôi không buông ra. Tới ngày thứ ba là muốn chết rồi, nó đau quá đau rồi mà ngưng nữa nó ngọt. Đến độ tôi chỉ ngồi có một bên mông thôi, hai tay tôi chống cho đừng ngã thôi. Thì tới chiều, ngày thứ ba khoảng 3 giờ chiều đó, nó bung một cái nó nhẹ, cái người mình như bung gòn, không còn có chỗ nào nhức, chỗ nào mỏi, không còn cái gì nữa đó. Như bệnh nhân ngộ vậy đó. Thì quý vị thấy tin cái thế kiết già chưa? So his personal experience of coming here is that he had these problem breathing when he's cold, when he has a cold. So he the Western doctors, the American doctor refused to give him medication. They said it's basically your immune system, so eventually it will take care of itself. And so he went to the Vietnamese doctors. They gave him antibiotics for 10 days. Yeah. So for 10 days, the symptoms disappear. On the 11th, they all came right back. Okay. So when he came to Lu Mountain, I explained to him that he was explained that wherever they hurt, it hurts when you sit is when it the qi is trying to heal the illness you have. So he sat for the first day, it hurt so much, and he continued. Second day, the left lung was so painful as if it's being drilled, but he still didn't quit. But in order to continue, he had to sit for on one side only, on his butt. And the third day, it continued to be so painful, and all of a sudden, something happened, and chuyện gì xảy ra? Thì cái ngày thứ ba khoảng 3 giờ chiều đó thì around 3 p.m. on the third day. Thì coi như mình ví dụ quý vị xúc cái chai đó mà nó có cái gì nghẹt trong cái chai mình đổ so nó không ra. Something like a cork being popped from a champagne bottle. Rồi cái cục nó văng ra, nước nó tràn ra vậy đó, cái phổi. And there's a welling of qi, of energy in his lungs. Sách thành đình cái là cái đau nó ngừng bặt cho mình tắt. And the pain subsided gradually. And thì có cả cơ thể tôi từ trên đỉnh đầu đến cái chân nó nhẹ cũng như không còn cái gì. His entire body felt so light. Nó không có mỏi, không có nhức, không có ngứa, không có đau. And so pleasant, so blissful. Và tôi càng tin thầy nữa là tôi quay lại tôi mừng quá, tôi tính khoe với thầy thì thầy đang nhìn tôi, thầy cười. Tôi ngồi thì thầy, tôi ngồi đó, thầy ngồi đây nè, thầy nhìn thầy cười. Tức là tôi tin tưởng hồi nãy giờ tôi chiến đấu với đó, thầy thấy, thầy ngồi này nhìn. Cho nên tôi mới tin là thầy có kinh nghiệm dạy tôi, nên tôi mới theo tới hôm nay. Đau, đau khiếp đảm lắm. Bây giờ tôi đâu có ho, đâu có bệnh. 3 năm rưỡi nay tôi đâu có bệnh so gì after đâu. That, for 3.5 years, I never coughed and never had that problem again. So apparently it has healed me. The simple sit like that, enduring the leg pains, healed my lung problems. Cho nên cũng vậy, bây giờ tôi giống như vậy, tức là càng ngày càng chịu cái đau cho nó lâu thêm, tại tôi tin thầy là mình ngồi càng đau càng lâu thì mình sẽ tiến bộ, chỉ mới nhiều đó thôi, và phải giữ giới. So in answer to Peter's question, yes, if every time you endure more pain than before, you are making progress, that's correct. Mỗi lần mà quý vị mà ngồi mà nhận cái đau nhiều hơn lần trước là quý vị đang tiến bộ. Right there, you're making progress. Quý vị đang tiến bộ. Và kết hợp với những bài giảng của thầy trong suốt 3 năm rưỡi ở đây thì không phải một cái chịu đau đó, mình muốn đau mà mình chịu là chịu đâu. Nó đòi hỏi những cái khác, chẳng hạn quý vị có phước, mấy chị mới chịu nổi, không thì bỏ cuộc. Rồi thứ hai là phải tin ông thầy của mình. Rồi khi mà mình đủ phước thì thầy dạy mình mới hiểu, nó nhiều cái kết hợp lắm, nhưng nói chung là mình phải giữ giới và làm phước. Làm phước bằng cách là mình giúp cho đạo tràng tu, hoặc là mình rửa chén, quét nhà, làm cái gì được, sức mình làm. Không có giống như là Việt Nam mình kêu sơ đo đó. Mình yếu mình làm việc yếu, người ta mạnh ta làm việc mạnh, nhưng mà phải ráng làm cả cái sự mà thành thật của mình. Chỉ vậy thôi. So he also says the reason you're able to do that is because you
you should, in order to be able to meditate, you need to keep precepts, be a moral, keep moral rules or morality, and then plant blessings, because then you're able to do all those things and follow the instructions. Chẳng hạn bây giờ mình thấy cái ông đó, bà đó làm cái chuyện nó hay quá, hay là người ta có tiền, người ta cúng dường nhiều quá, mình có. Thì mình nhìn như vậy mình cũng quan hệ, mình thấy mình vui theo người ta, chứ đừng có khởi cái tánh ganh tị hay là mình nói mình sao bà đó mà đâu có cái gì hay mà hơn mình kia. Cái tánh thì nó là như cản trở mình thôi. Nói chung là mình làm sao mình quan hệ, mình giúp cho cái đạo tràng đó hay những cái người tu đến ta tiến bằng cái sức của mình, bằng cả cái sự thành thật của mình. Mình yếu mình làm yếu, mạnh làm mạnh, nhưng mà đừng có so đo, đừng có tính toán. So for example, when you see someone making a big contribution to the temple, don't be jealous. Instead, be happy for them. Graciously do the best you can with your own contribution. It's never about money. It's about your sincerity in helping the temple or helping and helping someone else. Như chúng tôi ở đây đó, thầy dạy một cái rất là đơn giản. Đơn giản nhưng mà rất là như là cái cột trụ của cái việc làm ở cái chùa này đó, là chúng tôi tới đây là phục vụ tất cả những người nào tới đây mà ta cần cái gì thì mình giúp, giúp bằng lời nói, bằng hành động, nếu không được thì tìm người khác giúp, chẳng hạn mình tìm những sư cô, những vị tăng khác, hoặc là thậm chí có thể nhờ thầy trụ trì giải quyết cho họ. Chứ mình thì mình làm như vậy là mình vừa giúp người ta mà trồng phước, thì cái sự tu học của mình nó sẽ tăng lên. And finally, he likes to share something that he is taught at his temple, is that we all come here, we stay at his temple to receive training in order to help others. So we do the best we can to help others, and if we can't, then we ask, we find someone else who can. So that's what this is about, to help others. Như lại quý vị giúp người ta đó, quý vị được cái phần thưởng ngay tức khắc. Chẳng hạn hồi trưa này có cái toán ở Las Vegas, thì lên đây xin coi xá lợi đó. Thì có một sư cô nói với tôi là, biết là trưa cô nào nói là họ cần gặp mấy thầy. Mà giờ thầy điều trì mới đi khuất rồi, mới lên gác ở chỗ nào đó. Thì tôi lên hỏi thì người ta xin coi xá lợi. Thì thầy xuống, thầy cũng đồng ý cho họ coi. Mặc dù mình đang cái thiền thất. Mà tôi làm thì nó cũng hơi cực, bưng lên bưng xuống nhỏ, nhưng mà nhìn cái mặt họ quan hỷ là mình thấy đủ rồi. Người nào mà nấy rất là quan hỷ rồi, là mình cảm thấy là mình giúp được người ta quan hỷ, cái nụ cười người ta, cái sự mà tin tưởng về Phật Pháp người ta thỏa mãn ta về, thì trong lòng tôi cũng rất là vui. Thì mình chỉ làm những chuyện nhỏ vậy thôi, mình sức mình tới đâu mình làm tới đó. Thì quý vị làm như vậy thì càng làm, theo tôi tin tưởng là càng ngày cái công phu quý vị nó lên, tại vì quý vị có trồng cái phước. So, for example, take today as an example, there's a group from Vegas who came here, like several of them, asked the nuns to see the monks, and they didn't say exactly whom. So they asked Master Xianqiu. Master Xianqiu said it's had to ask Master, but Master is not here. So, somehow I came down and I agreed to let him show it, and it's a lot of work for him. He has to go get some of the shares, but he did it anyway. Even especially when you're in the midst of the Chanqi, typically you go to another temple, they say no, you have to come back. But today we let them see it, and he sees the joy and the gratitude in these people's eyes. And to him, that's a reward enough. Okay. Thì họ sau khi mà trước khi họ về thì họ quan hỷ, họ nói rằng một số họ sẽ thứ ba sẽ trở lại tham gia thiền thất với chúng ta vài ngày hoặc là một buổi vậy đó. Thì họ rất là thích. And they said before they left, some of them said yes, they would like to come back Tuesday to join our Chanqi. Cho nên theo tôi nghĩ là mình trả ơn Đức Phật bằng cách mình giúp cho người khác biết Phật Pháp. Đó là mình báo ơn Đức Phật. Tại vì Đức Phật là người giúp mình ra khỏi cái lòng nhân tử mình nói hồi nãy đó. Bây giờ mình báo ơn Đức Phật bằng cách là mình giúp được người khác. Đó là mình báo ơn Đức Phật.
So he says, finally, personally, it's about, for him, it's paying the Buddha's kindness by helping others. And that's what he finds joy in his life, okay, in this kind of life. Cho nên nhờ như vậy mà nhiều người hỏi tôi chứ tại sao tôi vô chùa này mà tôi không có phiền não, mà tôi rất là giống như trầm tĩnh. Thì tôi nghĩ chỉ vậy thôi à, mình đổi cái đau đớn của ngồi thiền, cái cực khổ không có được ăn uống thoải mái như ngoài, chỉ ăn ngày một buổi, ăn chay. Nhưng mà ngược lại mình nhìn những mặt những cái Phật tử tới người ta về nó vui vẻ, mình thấy mình trong tâm mình nó yên ổn, nó vui. Thì cái đó là mình đổi là những cái không có thoải mái trong khi mình tu học. Thì đó là quá lớn, nhưng mình biết ơn Đức Phật đã truyền cái pháp để là cho mình, chư tổ thầy truyền lại cho mình. Thì mình đổi, mình trả cái đó cũng quá rẻ rồi, có đâu có gì phải cực khổ đâu trong chùa đâu. Đó là cái cảm giác của tôi như vậy. So he says, personally, people ask him often, why is it you have all this? You have to be vegetarian now. Your quarters are simple. You don't have much freedom as like before. Why are you doing this? He said, I'm doing this because even though I gave up a lot of things, but my life is simpler. And in particular, I'm able to become healthier, and I am able to help a lot more people, not in terms of helping, it's just little things I do for them. I when I get a chance, makes them happy. That to me is a reward, you know. Thành ra tất cả tôi chia sẻ với vị hôm nay là mình chịu cái đau để mình đổi cái khác lớn hơn. Và trong hiện đời này mình đã gặt rất là nhiều cái phước báo, và để mình lấy cái đó để mình chuẩn bị cho cái đời tới của mình. Chứ đa phần những người sống ở đây họ chỉ biết sống ăn với ngủ với gia đình với chồng với con với việc làm của họ thôi. Họ không có nghĩ là mốt họ dứt cái đời họ thì đâu không có lo. Đó là phải cái vô minh của họ không? Nên chúng ta có nhiệm vụ là nhắc nhở cho mọi người tiếp xúc chúng ta nhớ là hết cái đời này mình còn phải làm cái gì nữa, chứ không phải tới đây là hết đâu. And finally, you know, you can't be short-sighted about it. Most people are worried about the current lives, you know, making ends meet, buying a nice car, buying houses, and making money. But actually, there's a lot more to it than that, because we have to start planning for the future lives. Yeah. All right? There's a lot more to this than just what you see and understand. It's also your future. Cho nên tôi... bữa nay con cũng nói với thầy là con rất cảm ơn cái chùa này đã hướng dẫn con, nhất là thầy khuyến khích con. Nếu thầy không khuyến khích con cũng ở ngoài con lông bông nữa, con hưởng thụ thôi. So the night he liked to thank me personally for encouraging him to become a monk, because he finds it a good advice and very rewarding. Otherwise he feel that if he continue his prior life, he'd just be wasting his life it's not a whole lot of meaning to it. Yeah, tôi thì không có giỏi hơn những cái ai tôi không biết, mà cá nhân tôi thấy tôi tiến bộ rất nhiều. Và những cái tôi hy sinh ở đây nó quá rẻ, tôi được cái tâm tôi nó yên ổn và được cái phước báo mà trong kinh nói phải làm gì thì tôi đã làm được. Thì tôi đã chuẩn bị một số hành trang để cái đời tới tôi đi tôi không phải lo nghĩ như những người khác. Đó là cái may mắn của tôi. Thành ra tôi mong quý vị nên làm như vậy và chia sẻ những người nào mình gặp được, mình nhắc nhở họ, đó là mình báo ơn Đức Phật. So I finally feel very blessed that they have so much which is these small sacrifices they have to make. I got so much out of it, I'm able to reap a lot of benefits that the Buddha talked about and in his teachings. And that's how gives me more motivation to repay his kindness by sharing what I know and helping others. So I hope that you take that into consideration broaden your planning horizons. Yeah, tôi bữa nay tôi chỉ biết bao nhiêu đó, xin chia sẻ với quý vị. Nếu ngày mai ngày mốt gì có tôi có nói nữa thì quý vị cứ tự thành thật hỏi, cái gì tôi biết thì tôi chia sẻ cũng bằng cái sự thành thật, còn cái gì mình không biết thì sẽ cầu cứu thầy ở đây giúp đã hết.
Okay, that's all I have for you today. So, so did we answer Peter's question or not? I guess so, huh? You make sure you ask after you, does it answer your question? Okay. And there's another question about two people sitting in full lotus and then one has more pain than the other. So what's the difference? I don't know. It doesn't matter. The pain is only a small test. Hai người mà ngồi chung, ngồi kiết già người đau hơn người kia thì cái sự khác biệt nhau chỗ nào thì nó thầy không biết. It's too complicated to explain to you. Each case is different. Mỗi lần mỗi người nó cái duyên người ta khác. Yeah. Each person's condition is different. You can't generalize it. Không thể nào mà nói một cách tổng quát được. Okay. But what's common is that whether you sit with or without pain, thì quan trọng là cái việc ngồi mà không đau là hay là đau. Doesn't matter. You keep at it. Cứ làm thôi. Don't think about it. Don't think about why is it so easy, why is it so hard. Đừng nghĩ tại sao nó khó, đừng nghĩ tại sao nó dễ. Why not? Tại sao như vậy? Tại sao không nghĩ? Don't think, đừng có suy nghĩ. Kệ nó, cứ làm thôi, just do. It's pleasant, fine. It's unpleasant, fine. Don't discriminate. Bớt cái suy nghĩ đi. Because you keep on trying to understand. And that's not good. Okay? Không cần suy nghĩ. Just do. Chỉ làm thôi. Then you will understand naturally. Khi làm tự động sẽ hiểu. You don't need to worry. Đừng có đòi hiểu. Don't demand to understand. That's very important. Phải không cần? Mình chỉ làm thôi. Just do. Hiểu cũng được, không hiểu được. If you understand, fine. You don't understand, it's okay too. You just do. The most important thing is to do. Cái quan trọng nhất là làm thôi. That's chán. Cái thiền là vậy đó. Mình chỉ làm thôi. The people who do chán and say that I do chán, I learn so much from it. Cái người mà nói tôi làm thiền, tôi học thiền mà tôi luyện thiền mà tôi học hỏi nhiều dễ sợ lắm. They bragging. Mấy người đó là đang khoe khoang. They don't know anything. Mấy người mà hiểu á, chỉ làm thôi. The people who really understand chán, they just do it. Chỉ làm thôi. Alright? Don't be impressed by people who say, oh, I know so much about meditation, let me show how to do it. Đừng có người ta nói, tôi biết nhiều về thiền, để tôi dạy cái vị thiền. Mấy người nó không biết gì hết á, they don't know anything. You really know you don't need to sell yourself. Cái vị thực sự mà biết rồi, đâu cần buôn bán cái đó làm cái gì. If you really know, you should become so much more humble. Cái vị thực sự mà biết á, là phải càng khiêm tốn hơn nữa. The more you know, the more humble you become. Khi mình càng biết chừng nào, càng khiêm tốn chừng đấy. Then the more you know, the more you realize there's so much more to know. Càng biết càng nhiều với mới ý thức được rằng á, có nhiều cái mình không biết lắm, cần phải học hỏi nhiều lắm. Thành cái mình biết chả ăn nhầm hết. That therefore what you know is really nothing at all. There's so much more. That's what chán is. Cái thiền nó hay vậy đó. That's what fascinating about chán. It's so much more to. All right. Does it help? Yes. Then you claim you know a lot. I don't care. Whatever works for you. What works for me is I don't know anything. I find it to be true. I know it's just a little bit. Rồi nó có hỏi là nếu mà tôi mà dạy người ta mà tôi nói là tôi không biết gì hết, ai mà học với tôi? Thầy nói cái đó tùy cô. Cá nhân tôi thấy tôi chả biết gì hết, tôi nói tôi không biết gì hết á. I really don't know that much. I tell people. What I know is really nothing at all compared to the great teachers and my master's disciples.
những cái thầy biết nó mà ít, đương nhiên ít hơn hơn của sư phụ của thầy, ít hơn những cái người đệ tử của ngài Thiện Họa, đương nhiên là it's obvious. But is it really about knowledge? Nếu quý vị nghĩ có phải là về cái tri kiến là không? Eyes up and whatever works for you. What works fine for me. Cô đừng có nói vậy, mỗi lần tôi đi dạy mà tôi mà nói mà tôi không biết gì hết, thì làm sao mà ta tin tôi được. Thầy nói là tùy cô. Còn mỗi lần mà thầy dạy, when I teach, I say, I don't know much, but this is what my master taught me. Thầy nói, tôi không biết gì nhiều. Thầy tôi dạy như vậy, tôi chỉ là như vậy. Tổ sư dạy như vậy, tôi làm như vậy. And the patriarch taught so, so I did that. It's true. It's never about pretending to know or proving people that you know. Cái giải thiền không phải để là mình cho người ta biết mình biết nhiều. Very important to make that distinction. It's not about proving to people you're so knowledgeable. It's about getting them to do it. Cái đó không phải là biết, mà cái đó là làm cái gì để khiến họ ngồi. That's all. Whatever it takes to get them to sit, doesn't matter. Khi mình muốn làm gì cũng được hết, miễn sao người ta ngồi ta thiền là được rồi. Okay? If they don't quit or they don't walk out before they understand the message, hoặc là người ta đừng có bỏ cuộc trước khi mà người ta nghe hết tất cả cái lời dạy. You know, as part of the lesson as well. Một bài học nữa là mình bỏ cuộc sớm, là chưa nghe xong cái bài dạy. Listen to it fully, the full message. Then walk out and say, I disagree with you. Nhưng người Tây Phương nó dở chỗ đó. Nghe em không đồng ý một cái là đứng dậy bỏ đi ngay. Okay, that's where Western. The Asians, they learn the requirement to learn Chinese. You listen fully. And after that, you meditate on that. Muốn học thiền á, nghe cho xong hết rồi. Mặc dù không đồng ý, cứ nghe cái đó, Jesus listen. Why would anyone try to impress you? Tại sao người ta lòe cái vị làm cái gì? Really? You still here? Or another one. Oh, yeah. See, that one is coming back. The other is not. Huh? Why would they try to impress you that you're so knowledgeable? Because they have something to sell. Những cái người mà nói tôi giỏi, tôi biết nhiều là mấy người đó đang buôn bán với quý vị. Listen. The Chan classes are free. Cái lớp thiền nó miễn phí. Yes? Yeah. All these generation of Chan teachers is always free. Biết bao nhiêu cái đời tổ sư dạy thiền không bao giờ lấy một xu nào hết. It's always been free. We don't need to sell anything. Chúng tôi đâu cần buôn bán làm cái gì. Why do people meditate? Tại sao tôi thiền làm gì? Because it's beneficial for them. Tại họ có cái lợi. That's all there is to it. We don't need to show and prove people that we know what we're doing. Who cares? Chúng tôi đâu cần phải chứng minh cho quý vị chúng tôi biết hay là giỏi đâu. You decide for yourself. Quý vị tự quyết định lấy. What's different about us is that we are more upfront. Is that we know very little. Chúng tôi khác ở những chỗ khác ở chỗ chúng tôi nói thẳng quý vị chúng tôi biết rất là ít. Okay. Then what's most important about Chan is how it benefits you. It's not about us. Cái quan trọng nhất cái thiền là nó lợi cái vị chỗ nào. Chứ còn đối với chúng tôi là đâu quan trọng. Tôi biết là không biết là đâu phải quan trọng. What we know, we don't know doesn't matter. Whether you get benefits out of Chan is much more important. Quan trọng nhất quý vị là cần làm cái gì, biết làm cái gì để được cái lời trong cái thiền. Đó là quan trọng như vậy thôi. You can talk all you want, nói cho đủ đi. But ultimately, để cuối cùng,
If you do chant, nhưng quý vị sẵn sàng làm theo cái lời nói, okay, you get a lot more than other places. Quý vị chỉ có cái lời làm thì sẽ đạt những kết quả nó lớn hơn những cái chỗ khác. That's all there is to it. If you don't, go somewhere else. Nếu quý vị không được thì đi chỗ khác. That's life. Đó gọi là cuộc sống. Why do we hang on to you? Tại sao chúng tôi phải mong quý vị trở lại làm cái gì? We hope you come back because you get more out of it. That's all. You don't come back, we understand. Nếu mà quý vị nghĩ là không có lời gì nữa thì đừng có trở lại. Nếu nghĩ còn có lời thì trở lại. Hy vọng quý vị trở lại thôi. That's all there is to it. We're not worried. Chúng tôi không phải we're not worried about, you know, we need to have 22 people. Chúng tôi không hy vọng là tối nay phải có 22 người ngồi vừa nghe pháp. Okay. No worry at all. Tôi, the patriarchs, when they teach, những cái vị đại tổ sư nó dạy cái việc, they teach one person, they still teach. Một người tới họ vẫn dạy như thế. They don't look at it as one or 10 or 20 or 200. Họ không nhìn nó là một người hay là 10 hay là 200 hay là 10,000 người. Nó phân biệt, they don't discriminate. If someone wants to learn and they feel they can benefit from it, they'd be glad to share it with you. That's all. Nếu có chia sẻ được quý vị mà có một lợi giúp được một người, họ sẵn sàng làm. Không có phân biệt là bao nhiêu người hay là phải lợi lớn hay lợi ít. It's not about lots of benefits or small benefits. If someone wants to learn, they share. That's all. Yes, that's what you have to pay attention to. It's not about we know more. Of course we know more. That's why, as I said, we know so much that we realize so much more to learn. That's why you become humble. It's the people who don't know, feel. It's people who do not understand chan, feel that they know so much. Không phải là khi chúng tôi nói chúng tôi không biết, không nghĩa chúng tôi không biết. Chúng tôi nói cái không biết về của chúng tôi, nhưng mà không biết của quý vị. What we talk about, what we don't know, is about what we don't know, about what you don't know. There's two different things. And that's the truth. If you practice chan, theo sự thật, khi mà tu thiền, and the more skilled you become, càng ngày càng có tiến bộ, the more you realize it's so much more, it's so fascinating. Càng ngày khi càng thấy thích, càng thấy có nhiều cái dễ sợ lắm. That's all. And the people who feel they know a lot, good for them. Và những người nghĩ là họ biết nhiều, họ có thể nói là họ soạn sách này, soạn nọ ra, họ nghĩ họ giỏi. If they think they write a book and they understand chan, so be it, good for them. But you know, ultimately we're doing all the same thing. Tất cả chúng tôi đều làm cùng một chuyện hết, trying to help people, help others, giúp người khác. If the other teachers can help others, that's a good thing. Mấy thầy khác giúp được là chuyện tốt. We don't feel threatened. Chúng tôi đâu có canh tị, không có lo sợ. We're not worried that you come over there and learn from them. Nếu quý vị qua đó học được, chúng tôi mừng cho quý vị. You can over there and learn more and learn. It's a good thing. We'll be glad for you. Go to CLI, go to CTTB, tới Tây Lai Tự mà học, qua Vạn Bằng Thành mà go to Go Wheel, go to Long Beach, qua đường Kim Lưng Tự, qua đường chùa Long Beach mà học. It's perfectly okay. Yes? Any questions? Thành có những câu hỏi mà tri kiến, cái loại tri kiến đó là thầy phải so sánh tôi biết cái này lợi, cái khác lợi đó, mình né, mình chạy dài, tội mà đụng mới làm như mệt lắm. So when people ask you question about comparing, you know, this and that, you know, that's a discriminating mind. You avoid it.
it's a trap. Thầy thấy cái đầu thầy chạy trước. They want you to demonstrate how much you know. That's when you say, I don't know anything. Please ask the great masters. What is chán? Thiền là cái gì? What is chán? You learn. To resolve what's stopping your progress. Cái thiền là cái vì học cái cách mà giải quyết những cái trở ngại của cái sự tiến bộ của mình. That's what chán is. Knowledge is like a dictionary. Thì cái tri kiến giống như là cái từ điển vậy đó. The dictionary is useless. Cái từ điển nó không có giá trị. It's only useful when the knowledge is useful to solve your problem. Cái tri kiến chỉ quan trọng khi nó giúp cái vị giải quyết cái vấn đề của mình thôi. Còn cái tri kiến mà để làm tri kiến nó chả có giá trị hết. So you know for the sake of knowing, it's useless to me personally. That's why I'm not interested in knowledge. And đối với cá nhân thầy không muốn biết. I just want to know how to solve the problem. Thầy muốn học cách giải quyết vấn đề thôi. And that's the nature of chán. Cái đó là cái tinh thần của thiền. You can read 1,000 books in chán. Cái việc có thể đọc 1,000 cuốn sách về thiền. You still don't know how to do chán. Cái việc cũng không thể nào biết thiền được đâu. Because there's no way to put all the instruction in 1,000 books. Tại không thể nào mà giảng nghĩa cái phương pháp thiền trong 1,000 cuốn sách được. It's not possible. Không thể nào giảng được. Okay? So that's why the instruction talks are very important. Thành ra mấy cái buổi giảng rất quan trọng. The quality of the chán training personally. Thành đối với thầy đó, cái thiền nó khác nhau chỗ rồi đó. Okay? Is that when you get a problem, when you have a problem, khi quý vị có vấn đề khi mà thiền, when you meditate, you have a problem. Okay. How they can help you solve the problem, sao họ cách họ giúp quý vị để giải quyết vấn đề đó. That's most important, đó quan trọng nhất. All right. Yes, sir. So question is, should we sit and do pain or should we shoot for longer sits? Okay. The objective of the exercise, the drill, is the process is very simple. You sit in full lotus longer or you sit in half lotus longer. You push yourself. Câu trả lời là quý vị lúc mà ngồi thiền đó, quý vị có thể ngồi bán già hoặc có thể ngồi kiết già. You can sit in half lotus, full lotus, doesn't matter. But you push yourself, quý vị cứ ngồi lâu hơn. You endure more discomfort, you can't ngồi lâu hơn nữa. That's all there is to it. And if you cannot sit in full lotus, quý vị ngồi kiết già không được. You sit in half lotus, quý vị ngồi được bán già. Okay? And then endure and push your sit to be longer và cố gắng ngồi lâu hơn. And naturally, you make progress. Quý vị sẽ tiến bộ. And naturally, you eventually will be able to get in full lotus. Tự động,
ngồi lâu như vậy, cái chân nó lỏng ra thì sẽ ngồi được kiết giác. You sit in half lotus long enough, okay, your chi is so strong that your legs become flexible, then you can get full lotus naturally. No need to worry about it. So the point here is that whatever you're able to do, thành câu trả lời, quý vị làm gì được đó. Maybe you're able to only sit in half lotus, hoặc quý vị có thể ngồi được bán vàng thôi, okay? Then sit in half lotus and push yourself to go for longer sits. Thành quý vị ngồi bán già được thôi á, thì quý vị ngồi bán già càng ngày càng lâu. If you're able to sit in full lotus, hoặc là nếu quý vị có thể ngồi được kiết già, maybe for 2 minutes, có thể ngồi được 2 phút thôi. Okay, that's all you can take. Then push yourself, thì ngồi kiết già 2 phút. And next time, push yourself a little bit longer, lần sau ngồi lâu hơn tí nữa. And then next time, a little bit longer, next time, longer and longer. Okay, that's the point, that's the process. Cái phương pháp là như vậy. The process is to learn to build up your patience, your endurance. Có được cái phương pháp để giúp quý vị rèn luyện cái đức tính nhẫn. All right. That's fundamental. Cái đó là cái nền tảng rất là quan trọng. Very important fundamental of chan. Cái đó là cái nền tảng rất quan trọng trong cái thiền. Okay. Let me give you an example. Cho thầy cho quý vị cái ví dụ. You go to a place where that does not stress full lotus. Chẳng quý vị tới một cái chỗ mà không có nhấn mạnh cái kiết dạ. They say sit any way that's comfortable for you. Nói là quý vị muốn ngồi sao cũng được hết á. Sit in a chair, sit on a cushion, ngồi trên ghế, ngồi trên cái gối, huh? Sit half lotus, full lotus, kiếm bán già cũng được, kiết già cũng được. Okay, whenever you feel like, however you feel like, sit, muốn làm gì cũng được hết. Okay. Then you will not be able to get that much out of chan. Thì quý vị ngồi như vậy không có lời được nhiều đâu. As if you were to follow the instructor, thay vì như vậy, quý vị theo cái lời dạy, you push yourself. Quý vị chỉ khó làm cái mà quý vị làm được. Do something that's hard for you. Okay? So instead of sitting any way you want, any comfortable way you want, thay vì quý vị ngồi thoải mái một tiếng đồng hồ, someone can sit for an hour in a chair and they say, oh, I feel so peaceful and so blissful. Nhiều người nói với thầy như vậy, tôi thiền nhiều năm, I've been meditating for 20 years now. I sit on a chair and I feel very blissful. Tôi ngồi 20 năm thiền rồi, tôi mỗi lần tôi thiền cả tiếng đồng hồ, I can sit for an hour, I feel so blissful. Tôi rất là sung sướng an lạc. Huh? The benefits they get for 20 years of sitting like that, họ có thể ngồi 20 năm như vậy, ngồi thiền 20 năm rồi, rất an lạc như vậy, will not equate they're able to sit in full lotus. Thay vì họ ngồi như vậy, 20 năm như vậy, cái phước họ tạo ra không bằng người ta ngồi kiết già in, let's say, 15 minutes. Không bằng ngồi kiết già ngồi trong 15 phút mà đau lên đau xuống, and yet they hurt like hell for 15 minutes. So which one you prefer? Thầy hỏi cái vị chọn cái nào đây? I ask you. You spend 20 years of your life meditating. Cái vị ngồi thiền 20 năm đời cuộc đời mình. Okay? You feel very proud of it. No, oh, tôi biết thiền. I know everything about meditation. I read so many books. Tôi nghiên cứu biết bao nhiêu sách. I follow so many training sessions. Tôi đi tham dự biết bao nhiêu cái lớp, cái khóa luyện thiền. I read so many books, tôi viết bao nhiêu nghiên cứu, viết bao nhiêu sách. Okay? And for all that knowledge, mà biết bao nhiêu cuốn sách đó, it cannot find anywhere that tells you sit in full lotus, sit and do the pain for 15 minutes instead of being comfortable for 20 years. Mà không ai dạy họ rằng là thay vì ngồi thoải mái trong 20 năm trời như vậy, chỉ khó ngồi nhẫn cái đau mình 15 phút thôi, nó lợi lớn hơn nhiều. It's so far greater.
That's the difference. Nó khác chừng đó thôi. And if you sit in a comfortable position for 20 years like that, and if quý vị cứ muốn ngồi thiền 20 năm thoải mái như vậy, you know what's going to happen to you? Chuyện gì xảy ra? Just like Master Chin Chu said earlier, như thầy Yên Trì nói hồi nãy đó, what's going to happen to you? You revolve in the wheel. Quý vị luân hồi tiếp tục. Cannot get out. Không cách nào thoát được. You continue to be your own victim. Quý vị ngồi như vậy, thoải mái như vậy, sung sướng như vậy, an lạc như vậy. Oh, cái khóa tu này sung sướng quá. Để tới UC Santa Barbara, mình ngơi gần bờ biển, gió thổi biển thổi thoáng thoáng mát, thoải mái dễ sợ. Nghe pháp trời cảm thấy lòng lân 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 lân, sung sướng dễ sợ, ăn ngon lành. Cuộc đời sau khi có thiền nó sung sướng quá. I go to UC Santa Barbara by the ocean and I participate in a meditation retreat when I eat well every day, have comfortable rooms, I feel so good every time I meditate, people are so pleasant, lectures are wonderful, I feel so good about myself. Huh? It's money well spent. Whereas you go to Lu Mountain, you don't spend any money, but it hurts like hell. Ngược lại tới Lưu Sơn Tự đó, không tốn một xu nào hết á, nhưng đều nó đau đớn dễ sợ lắm. I'd rather spend, you know, few hundred dollars, several hundred dollars to go to UC Santa Barbara. Chẳng thèm bỏ mấy trăm đồng tới UC Santa Barbara nó có lý hơn. Yes? You go and practice a way to self-indulge. Quý vị học cái cách để mà tự nuông chiều mình, tìm cái thoải mái trong cuộc đời. Sung sướng trong cuộc đời, thoải mái trong cuộc đời nghĩa là sao? Là mình đang bị nó chụp mũ rồi, bắt chẹt mình trong cái vòng luân hồi này. Cái sung sướng cuộc đời này á, là thế gian pháp. Phải nhận ra cái pháp đó. You realize that if the methods of practice you practice pride itself on giving you comfort and joy, okay, that is a worldly dharma. Why bother meditating? Quý vị thiền làm gì? You might as well, you know, turn on music, meditation music, bật nhạc nghe, nhạc cả nhạc thiền nữa. Eat meditation food, ăn đồ ăn thiền nữa. Right? Why not? Or go play, hoặc đi chơi. You have the same similar kind of pleasure. Nó cũng tương tự, sung sướng, tương tự như vậy đó. But nhưng nếu cái việc vẫn kẹt trong cái luẩn quẩn của cuộc đời, của cái bản ngã của mình, you stuck in your own vicissitudes, in your own ego, chan will break you free of the grip that your ego has upon you. Tu pháp môn thiền này đó sẽ giúp quý vị thoát được cái sự kềm chế của bản ngã cái vị trên cái tâm và thân của mình. Make your choice. Mình phải quyết định.
All right. Thầy nhớ tối nay thầy nhắc những bài học rất quan trọng. Tonight I remind you. Meditation methodologies that dwell on comfort and pleasure are worldly methodologies. Thầy nhắc lại những cái pháp môn thiền nó chú trọng là quý vị phải thiền được khoan khoái để thoải mái, sung sướng, an lạc trong tâm đó là những cái pháp môn của thế gian này. Thiền mà cười. Meditate and smile. Life is so happy. Cuộc đời đó nó an lạc, nó sung sướng quá đi. Or some Hindus, a teacher come here and teach them a tantra, and you recite tantra, and you feel good the whole time. Hoặc có ông thầy Ấn Độ qua đây dạy kinh một cái thần chú, tụng một cái là cảm thấy người sung sướng, an lạc. Sướng quá đi. That is worldly dharma. Cái đó là pháp thế gian, thưa quý vị. If you listen to your own ego, it says what? I like it. Nếu quý vị nghe bản ngã của mình, you recognize him. Nhận ra bằng cách nói, tôi thích cái này. I don't like the other. Tôi không thích cái kia. I like this, I don't like the other. Nó mắc kẹt quý vị bằng cách nó theo những cái nó thích. So your ego traps you by talking you into doing things that it likes. Things he doesn't like, he says, don't do it. Bản ngã nó không thích đó. Nó nói, không, đừng có làm. So when pain, discomfort comes, the ego says, stop it! Thì mỗi lần mà nó khó chịu, mỗi lần mà nó đau là cái bản ngã cái vì nó, ngừng lại, cái này không có an rồi, không ổn rồi. That shows that you don't understand meditation. No. Chứng minh quý vị thấy vẫn chưa hiểu thiền như thường. Questions? Does it answer the question or not? I would like that bulb there to be replaced. Okay, that bulb right there is too recessed, the new one. You see that? The one that's recessed inside? We need to change it to a new one. Okay, it will bring more light to the Buddhas. That's my offering to them. Same thing on that side. Thank you. You see that? The bulb right there is too inside the canister. The longer the new bulbs is longer, so it sticks out, so it sheds light on the statues. Make sense? Yeah, right there too. Yeah. Okay. Questions? Okay, then we stop here tonight. Không có ai thắc mắc thì xin chúng ta ngừng lại ở đây.